Cô chào tất cả các em. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích bài thơ đọc tiểu Thanh Ký của tác giả Nguyễn Du. Trước tiên, các em có thể giới thiệu về bài thơ này như sau. Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Ông để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó có bài thơ đọc tiểu Thanh Ký. Bài thơ thể hiện cảm xúc, suy tư của Nguyễn Du về số phận bất hạnh của người phụ nữ có tài văn chương trong xã hội phong kiến. Nhìn chung là đối với tác giả Nguyễn Du thì có rất nhiều cách dẫn dắt hay, thì các em có thể tìm hiểu thêm các cách khác. Ở đây cô chỉ hướng dẫn những cách cơ bản, đơn giản và dễ nhớ nhất thôi. Sau đó các em viết đoạn văn đầu tiên của phần thân bài. Các em hãy giới thiệu về tiểu Thanh này, nhan đề và thể loại. Trước hết là nhân vật tiểu Thanh. Nguyễn Du viết tác phẩm dựa trên một câu chuyện có thật về nàng tiểu Thanh ở Trung Quốc. Một cô gái có tài, có sắc, sống vào đầu đời Minh, am hiểu môn nghệ thuật như là thi ca, âm nhạc, làm vợ lẽ một gia đình quyền quý. Vợ cả là người hay ghen, bắt cô sống một mình trên núi Cô Sơn. Đau buồn nên tiểu Thanh đã sinh bệnh chết lúc 18 tuổi. Nỗi niềm cô đơn của tiểu Thanh được gửi cả vào trong những bài thơ, nhưng phần lớn thì bị vợ cả đốt, chỉ còn lại một số bài do người đời chép lại, gọi là phần dư. Thế bà Nguyễn Du đồng cảm với số phận của tiểu Thanh nên đã viết bài thơ này. Về nhan đề của bài thơ, nhan đề của bài thơ có hai cách hiểu. Tiểu Thanh là tập thơ của nàng tiểu Thanh. Tiểu Thanh Ký đấy là tập thơ của nàng tiểu Thanh. Nếu hiểu theo cách này thì tên bài thơ được hiểu là đọc tập thơ của tiểu Thanh. Cách hiểu thứ hai là tiểu Thanh Ký là tên truyện viết về nàng tiểu Thanh, thì nhan đề có nghĩa là đọc truyện viết về tiểu Thanh. Về thể loại thì bài thơ này được làm theo thể thơ thất ngôn, bát cú đường luật. Hai câu đầu dành cho tả cảnh và kể sự, 6 câu tiếp theo dành cho suy tư và cảm xúc, và lấy điểm gợi hứng hay là lấy cảm hứng từ thân phận của nàng tiểu Thanh, tác giả đã dành phần lớn bài thơ cho sự suy tư về thân phận của người có tài năng và thân phận của chính mình. Phân tích bài thơ này, cô cũng sẽ phân tích cho các em theo đúng cái cấu trúc đề thực luận kết. Hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận và hai câu kết. Trước tiên là hai câu đề, là viết về cảnh vật Tây Hồ, và tập ký viết về cuộc đời tiểu Thanh. Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư, độc điếu song tiền nhất chỉ thư. Tây Hồ cảnh đẹp hóa gò hoang, thổn thức bên sông mảnh giấy tàn. Khi các em phân tích thơ thì các em hãy trích phần phiên âm, sau đó là mở ngoặc đơn ở bên dưới, trích thêm cái phần dịch thơ nữa. Chủ yếu cô phân tích theo phần phiên âm bởi vì là phần dịch thơ của cái bài thơ này nó không sát. Chúng ta sẽ phải so sánh nhiều giữa bản dịch và phiên âm, cho nên là cô chủ yếu là phân tích dựa vào phần phiên âm. Thứ nhất là câu thơ mở đầu viết về cái cảnh vật Tây Hồ. Tây Hồ xưa kia là cảnh huy hoàng, tươi đẹp, nhưng hiện tại chỉ còn là một nơi hoang vắng, một bãi hoang trơ trụi, điều hưu. Câu thơ thể hiện xót xa, sự xót xa, tiếc nuối của Nguyễn Du trước cái đẹp bị hủy hoại, tàn lụi quá nhanh. Đồng thời, Tây Hồ cũng gợi nhớ đến tiểu Thanh, người con gái từng sống ở Cô Sơn cạnh Tây Hồ. Giống như cảnh đẹp Tây Hồ, cuộc đời của người con gái trẻ đẹp này bị hủy hoại, chẳng còn gì ngoài mấy bài thơ may mắn còn sót lại. Như vậy, nhà thơ không chỉ xót xa tiếc nuối cho cảnh đẹp của Tây Hồ nay đã thành bãi hoang, mà thực chất là bày tỏ sự xót xa tiếc nuối cho tiểu Thanh, người con gái tài sắc mà mệnh bạc. Giờ đây Nguyễn Du chỉ viếng nàng qua một tập sách đọc trước cửa sổ. Tập sách đó có thể là tập thơ của tiểu Thanh
cũng có thể là truyện, tập truyện viết về Tiểu Thanh. Chúng ta lưu ý phân tích cho cô hai từ độc điếu. Độc điếu cho thấy là tác giả chỉ có một mình viếng người đã khuất. Chữ độc đã khắc vào lòng người một cái hình bóng, một cảnh ngộ rất là đơn độc. Như vậy, người chết cũng cô đơn mà người viếng cũng cô đơn. Giữa Tiểu Thanh và tác giả không hề có sự liên hệ nào về xứ sở, thời đại. Họ sinh không cùng thời, sống không cùng xứ. Thế nhưng Nguyễn Du đã vượt thời gian, không gian để đồng cảm với Tiểu Thanh. Và chốt lại hai câu đề là tiếng thở dài của Nguyễn Du trước những lẽ biến thiên sâu bể của cuộc đời, và nỗi niềm thổn thức của một tấm lòng nhân đạo lớn. Đến hai câu thực, tác giả khái quát về cuộc đời, số phận của nàng Tiểu Thanh. Phiên âm: chi phấn hữu thần, liên tử hậu, văn chương vô mệnh, lụy phần dư. Son phấn có thần, chôn vẫn hận, văn chương vô mệnh, đốt còn vương. Son phấn là biện pháp tu từ hoán dụ, chỉ người con gái có nhan sắc, ở đây là Tiểu Thanh. Thần là nói đến sự linh thiêng, phần linh hồn của người đã chết. Câu thơ tái hiện lại số mệnh của nàng Tiểu Thanh. Cô là người con gái có tài năng, nhan sắc, lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc và phải được trân trọng. Nhưng thực tế, Tiểu Thanh lại có số phận bất hạnh. Do đó, Tiểu Thanh có linh thiêng chắc cũng phải xót xa về những việc sau khi chết. Văn chương chính là bài thơ của những bài thơ của Tiểu Thanh. Tài hoa, trí tuệ của Tiểu Thanh cũng giống như những bài thơ. Những bài thơ này không hề có số mệnh, không có tội tình gì mà cũng bị đốt dở. Tài năng, trí tuệ của nàng bị hủy diệt đến cùng. Như vậy ở hai câu thực đấy, thì Tiểu Thanh là một người con gái vừa có tài, hay nói khác đi là tài sắc vẹn toàn, nhưng phải chịu nhiều bất hạnh ngang trái. Và qua cái hai câu thơ này, nhà thơ không chỉ thể hiện sự tiếc thương giống như là ở hai câu đề, mà thêm vào đây là còn có một chút gì đó phẫn nộ trước cái quy luật vô lý của cuộc đời. Đó là người tài sắc thì mệnh bạc. Và tiếp theo đến hai câu luận thì tác giả nói rõ hơn về cái quy luật, về quy luật vô lý là người tài sắc thì bạc mệnh đấy. Đến hai câu luận thì nhà thơ nêu cảm nghĩ của mình về những người tài sắc nói chung. Nghĩa là từ suy nghĩ về số phận của nàng Tiểu Thanh, tác giả đã mở rộng liên tưởng đến bản thân, đến số phận chung của những người tài sắc mà bất hạnh. Phiên âm là: cổ kim hận sự, thiên nan vấn, phong vận kỳ oan, ngã tự cư. Dịch thơ: nỗi hờn kim cổ, trời khôn hỏi, cái án phong lưu khách tự mang. Thì trước hết là cái nỗi hờn kim cổ, ở đây là nỗi hận từ xưa tới nay. Nỗi hận người tài thì mệnh bạc đấy, của người thời xưa và người thời nay. Người thời xưa chính là Tiểu Thanh, sống cách Nguyễn Du 3 thế kỷ. Còn người thời nay có thể là Thúy Kiều, là Đạm Tiên, là Nguyễn Du. Và hận một vì một cái sự thật rất là vô lý, nhưng đã thành quy luật là những người tài thì bạc mệnh. Và Nguyễn Du cũng đã từng viết: trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen, hay rằng hồng nhan tự thủa xưa, cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu. Còn thiên nan vấn, thiên nan vấn là khó mà hỏi trời được. Người xưa thì hay kêu trời, hỏi trời mỗi khi có điều gì đó đau đớn, uất ức. Và nhà thơ viết là: cổ kim hận sự, thiên nan vấn, tức là những nỗi hận ấy trời cũng không giải đáp được. Câu thơ thể hiện sự đau đớn, phẫn uất cao độ trước một thực tế vô lý là người có tài thì lại bất hạnh. Câu thơ thứ hai: phong vận kỳ oan, ngã tự cư. Phong vận ở đây chính là chỉ
nỗi oan lạ lùng ấy, và ngã tự cư, đã lưu ý cho cô nhé, trong bản phiên âm là ngã tự cư có nghĩa là ta tự coi mình, nghĩa là Nguyễn Du tự coi mình cũng là người cùng hội với Tiểu Thanh, Đặng Tiên, Thúy Kiều, chính là những người có tài nhưng mà bất hạnh đấy, vì bản thân ông cũng đã phải trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời. Ông từng lưu lạc khắp nơi, thậm chí có lúc còn bị bắt giam, có thể nói trong hoàn cảnh xã hội rối ren, cái đẹp, tài năng không có nghĩa lý gì. Như vậy Nguyễn Du tìm đến với Tiểu Thanh không chỉ để cảm thông với nỗi oan khổ của nàng, mà chính ông cũng đang cảm thấy mình oan khổ. Ông tìm đến nàng là tìm một tiếng nói tri âm, tri kỷ. Đến hai câu kết, Nguyễn Du nghĩ về mình sau hơn 300 năm nữa. Bất chi tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Chẳng biết 300 năm lẻ nữa, người đời ai khóc tố như trăng. Con số 300 năm lẻ chỉ là một hình ảnh ước lệ, chỉ thời gian dài. Và câu hỏi tu từ thể hiện cái sự lo âu, trăn trở của tác giả là không biết hơn 300 năm nữa có ai đồng cảm và chia sẻ với mình giống như mình đang đồng cảm, chia sẻ với nàng Tiểu Thanh hay không. Câu hỏi tu từ này cũng nói lên cái hoàn cảnh của tác giả. Trong xã hội đương thời, Nguyễn Du rất cô đơn. Ông không tìm thấy người, không tìm được người đồng cảm với mình, nên chỉ còn biết gửi hy vọng vào hậu thế. Và trong câu thơ hai câu kết này, các em thấy rằng là tác giả cũng xưng tên hiệu của mình là Tố Như. Đây là một sự đột phá của cái tôi cá nhân. Vì trong thơ trung đại đấy thì cái tôi ít trực tiếp hiện diện. Hiếm có bài thơ nào mà tác giả lại xưng tên của mình ở trong cái bài thơ đấy. Và đây có thể coi là một cái điểm mới mẻ, một cái sự đột phá trong thơ ca lúc bấy giờ. Và nếu các em phân tích được cái từ khấp thì các em có thể phân tích thêm. Tuy nhiên ở đây cho nó ngắn gọn thì cô sẽ chỉ phân tích đến đây thôi. Và các em thấy rằng là không cần đợi đến 300 năm sau, ngay trong những năm đánh Mỹ ác liệt vào năm 1965, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du 1765-1965, Tố Hữu đã thay mặt thế hệ mai sau gửi đến Nguyễn Du tấm lòng tri ân, tri âm. Qua bài thơ kính gửi cụ Nguyễn Du, tiếng thơ ai động đất trời, nghe như non nước vọng lời ngàn thu. Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du, tiếng thương như tiếng mẹ Du những ngày. Thế rồi Chế Lan Viên cũng có một câu thơ nói đến chuyện Kiều và Nguyễn Du. Khi Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn. Rồi Huy Cận, 300 năm tình chưa đầy nữa, cả cuộc đời nay hiểu Nguyễn Du. Hơn nữa, và mỗi chúng ta đang tìm hiểu bài thơ đọc Tiểu Thanh Ký cũng là đang khấp, đang đồng cảm, chia sẻ với Nguyễn Du. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu được phần nào tâm sự của Nguyễn Du, hiểu được tấm lòng thương người cao cả, vô bờ bến của ông, nâng niu di sản tinh thần quý báu mà ông để lại. Như vậy, ở hai câu kết, cái tôi cô đơn đến tột độ của nhà thơ, thương người, khóc người, nhưng cũng chính là thương mình, khóc mình. Và sau đó thì các em hãy chốt lại về nghệ thuật của bài thơ này cho cô. Đọc Tiểu Thanh Ký là một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật, ngắn gọn, hàm xúc. Ngôn ngữ bài thơ rất đa nghĩa, giàu hình ảnh và có giá trị biểu cảm cao. Bài thơ có kết cấu cũng rất là độc đáo. Hai câu đầu tác giả tả cảnh, kể sự việc, còn sáu câu sau thì bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ. Rồi các phần đề thực luận kết đảm nhiệm những chức năng khác nhau theo trật tự tăng tiến từ một trường hợp cụ thể, đi đến tư tưởng khái quát về thân phận chung của những người tài sắc.
Tất cả tạo nên một Độc Tiểu Thanh Ký không chỉ là niềm cảm thông sâu sắc của tác giả đối với số phận của nàng Tiểu Thanh nói riêng và thân phận của những con người tài sắc bất hạnh nói chung, mà còn là tâm sự sâu kín của chính bản thân Nguyễn Du. Nói như Mộng Liên Đường chủ nhân khi bình chuyện Kiều, Thúy Kiều khóc đạm tiên, Tố Như Tử làm chuyện Kiều. Việc tuy khác nhau nhưng lòng thì là một. Người đời sau thương người đời nay, người đời nay thương người đời xưa. Hai chữ tài tình thật là một cái thông lệ của bọn tài tử khắp trong gầm trời và suốt cả xưa nay vậy. Độc Tiểu Thanh Ký đã thể hiện một cái tấm lòng nhân đạo sâu sắc của Nguyễn Du. Bài thơ là niềm cảm thương mà Nguyễn Du dành cho Tiểu Thanh và tâm sự khát khao tri âm hướng về hậu thế. Có thể nói Tố Như đã mượn chén rượu của người mà rót bầu tâm sự của mình. Đấy là toàn bộ bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký của tác giả Nguyễn Du. Nhìn chung đây là một bài thơ khá là khó. Chúng ta nên đầu tư thời gian nhiều hơn cho bài thơ này. Cô chúc các em ôn thi đạt kết quả cao.